Xin chào buổi sáng, kính thưa quý vị đại biểu tại các điểm cầu Nam Mỹ và xin chào buổi tối tới các quý vị đại biểu tại các điểm cầu Việt Nam. Buenos días a los invitados en Sudamérica y buenas noches a los invitados en Việt Nam. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã và đang làm thay đổi thế giới, tác động tiêu cực trực tiếp tới kinh tế và thương mại thế giới. Tăng trưởng kinh tế thế giới hiện đang giảm tốc và tác động mạnh mẽ tổng cầu kinh tế thế giới. Estimados, la pandemia COVID-19 está cambiando el mundo y tiene impacto negativo directamente a la economía y comercio internacional. El crecimiento económico mundial está desacelerado y afecta fuertemente a la demanda general global. Thương mại Việt Nam với các khu vực thị trường Nam Mỹ cũng không nằm ngoài vòng xoáy ảnh hưởng này. Hoạt động trao đổi hàng hóa giữa hai bên trở nên khó khăn hơn bởi một số bất cập nảy sinh từ COVID-19, trong đó có những bất cập về vấn đề logistics. El comercio entre Vietnam y América del Sur no está fuera de este ciclo. En intercambio de bienes de las dos partes se encuentran dificultades por la pandemia COVID-19, entre los cuales se encuentra el tema logístico. Thời gian qua, Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ Công Thương và rất nhiều cơ quan tổ chức hỗ trợ thương mại khác của Việt Nam và các nước Nam Mỹ đã thực hiện đa dạng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp hai phía, thúc đẩy các hoạt động giao thương hàng hóa nhằm giảm thiểu các tác động từ đại dịch. En los últimos tiempos, la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y muchas organizaciones e instituciones de apoyo a las actividades de las empresas vietnamitas y sudamericanas han realizado las diversas medidas para apoyo a las empresas de las dos partes para impulsar la actividad comercial de bienes para disminuir los efectos de la pandemia. Estos esfuerzos se han registrado algunos resultados relevantes. Tuy nhiên, khi các hoạt động xúc tiến thương mại này đã giúp được doanh nghiệp của hai phía xác lập được các đơn hàng, thì doanh nghiệp lại phải đối mặt với những khó khăn trong vấn đề logistics. Đó là dù có đơn hàng nhưng mà doanh nghiệp lại có vất vả hoặc là phải tiếp xúc tốn kém để tìm cách vận chuyển được hàng hóa sang thị trường của nhau một cách an toàn hơn so với trước đây. Sin embargo, estas actividades de promoción comercial han ayudado a las empresas a tener los pedidos, pero se encuentran con el tema logístico. Aunque tienen pedidos, pero es difícil encontrar la forma segura de transportar las mercancías a sus mercados, respectivamente. Trước tình hình này và trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp, thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020, Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với các thương hiệu Việt Nam tại khu vực thị trường Nam Mỹ, Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, VLA, Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam đồng tổ chức diễn đàn giao thương trực tuyến Logistics Việt Nam Nam Mỹ trong các ngày 11, 12 và 14 tháng 12. Antes de esta situación y la necesidad de las empresas implementando el Programa Nacional de Promoción Comercial año 2020, la Agencia de Promoción Comercial de Vietnam, en coordinación con las oficinas comerciales de Vietnam en Sudamérica, la Asociación Empresarial Logística de Vietnam, el Consejo de Transportistas de Vietnam, organizan Foro Logístico Virtual Vietnam-Sudamérica 2020 en los días 11, 12 y 14 de diciembre. Diễn đàn nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp logistics Việt Nam và Nam Mỹ kết nối, chia sẻ khó khăn, thuận lợi và để cùng nhau tìm ra các cái giải pháp, tận dụng nguồn lực của nhau, các cái cơ hội cùng liên doanh liên kết để đưa ra những cái dịch vụ logistics đáp ứng kịp thời chất lượng cho các cái nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và các nước tại Hoa Kỳ. El foro crea un espacio para que las empresas logísticas Vietnam y a sudamericanas tengan espacio de conexión, compartir sobre dificultades, ventajas y buscar las resoluciones para aprovechar los recursos propios, buscando oportunidades de cooperación, conexión para que los servicios logísticos satisfacen la calidad de la demanda de importación, exportación de bienes entre Vietnam y los países sudamericanos. Tham dự phiên khai mạc diễn đàn ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách quý. Participar a este foro me gustaría presentarle a los distinguidos delegados. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại của Công Thương Việt Nam.
Señor Lê Hoàng Tài, vice-director general de la Agencia de Promoción Comercial de Vietnam. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam. Señor Nguyễn Tương, secretario general adjunto de la Asociación Empresarial Logística de Vietnam. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hồng Quang, tham tán thương mại Việt Nam tại Brazil. Señor Lê Hồng Quang, consejero comercial de Vietnam en Brasil. Tôi xin trân trọng giới thiệu bà Xoài Thị Thu Thủy, phụ trách thương vụ Việt Nam tại Chile. Señora Xoài Thị Thu Thủy, jefa de la Oficina Comercial de Vietnam en Chile. Và tôi xin trân trọng giới thiệu ông Matthew Taylor Pullman, CEO của tập đoàn Empresa Taylor. Señor Matthew Taylor, CEO Empresa Taylor. Và cái thành phần đặc biệt quan trọng của diễn đàn của chúng ta đó chính là cái sự tham gia của 60 doanh nghiệp Việt Nam và Nam Mỹ. Xin nhiệt liệt chào mừng. Y un componente particularmente importante de nuestro foro es la participación de cerca de 60 empresas vietnamitas y sudamericanas. Muy bienvenidos. Diễn đàn của chúng ta hôm nay sẽ được chia làm hai phiên. Thứ nhất là phiên khai mạc và sau đó là các phiên trao đổi mối B2B riêng giữa tất cả doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực logistics. Tại các phiên kết nối thì gần 30 doanh nghiệp logistics Nam Mỹ đã đăng ký giao dịch trực tuyến với trên 30 doanh nghiệp logistics Việt Nam. Nuestro foro de hoy está dividido en dos secciones, la sección plenaria y la sección de intercambio, conexión B2B entre las contrapartes de negocio logístico. En los encuentros bilaterales, cerca de 30 empresas sudamericanas se va a tener encuentro virtual con más de 30 empresas logísticas de Vietnam, según la inscripción. Cách đây hai hôm, Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương, chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức một cái diễn đàn giao thương trực tuyến luôn Việt Nam EU. Theo cái phản hồi của các cái doanh nghiệp tham gia, thì một số doanh nghiệp đã tìm được các cái đối tác hợp tác quan trọng và giá trị của diễn đàn. Chúng tôi rất mong diễn đàn của Nam Mỹ hôm nay và hai ngày tiếp sau, đây cũng sẽ thu được kết quả thiết thực cho doanh nghiệp hai bên. Nosotros, conjunta con otras organizaciones, también organizamos en foro logístico virtual Vietnam, Unión Europea, según retroalimentación de las empresas participantes. Algunas empresas ya se encontraron sus importantes contrapartes desde en foro. Esperamos que en foro logístico Vietnam, Sudamérica, hoy y los días siguientes va a lograr los resultados útiles para las empresas de ambas partes. Và để bắt đầu chương trình phiên khai mạc ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại của Công thương Việt Nam sẽ phát biểu khai mạc diễn đàn. Xin kính mời ông. Y para empezar, me gustaría presentar e invitar al señor Lê Hoàng Tài, vicedirector general de la Agencia de Promoción Comercial, para dar el discurso de apertura del foro. Por favor, señor Tài. Xin trân trọng kính chào toàn thể các quý vị đại biểu, các vị khách quý cũng như là toàn thể các quý vị doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như là các nước Nam Mỹ đã tham dự diễn đàn hôm nay. Estimados delegados, invitados y representantes de las empresas vietnamitas y sudamericanas participantes en el foro hoy. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã dành thời gian tham dự diễn đàn ngày hôm nay. Señoras y señores, primero en nombre de la Agencia de Promoción Comercial, Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, me gustaría dar una calurosa bienvenida y agradecer a ustedes por su participación al foro hoy. Nhân đây tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn Cục Xuất nhập khẩu, Thương vụ Việt Nam tại các nước Nam Mỹ, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam, đã cùng phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại đồng tổ chức sự kiện thiết thực hữu ích này cho doanh nghiệp Việt Nam và các nước Nam Mỹ trong bối cảnh dịch COVID-19 đang trở nên cản trở đáng kể các hoạt động giao thương trực tiếp của các doanh nghiệp. Aprovechando la ocasión, también me gustaría agradecer especialmente a la Agencia de Exportación e Importación, las oficinas comerciales de Vietnam en Sudamérica,
Asociación Empresarial Logística de Vietnam, Consejo de Transportista de Vietnam, por haber cooperado con Vietjet para organizar un evento práctico y útil para las empresas vietnamitas y las sudamericanas en el contexto de la pandemia COVID-19 que afectan significativamente las actividades comerciales directas de las empresas. Thưa các quý vị, trước đây quan hệ thương mại của Việt Nam với khu vực Nam Mỹ khá khiêm tốn. Tuy nhiên, ngày nay thì Nam Mỹ dù rất xa xôi nhưng đã trở thành một trong những thị trường quan trọng của Việt Nam, kể cả về xuất khẩu cũng như là nhập khẩu. Estimados, anteriormente las relaciones comerciales entre Vietnam y América del Sur era bastante modesta. Sin embargo, hoy América del Sur, aunque muy remota desde Vietnam, se ha convertido en un mercado importante para Vietnam, tanto en términos de exportaciones como de importación. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và khu vực Nam Mỹ thì đã không ngừng phát triển trong vài năm qua. Và Việt Nam thì có nhiều mặt hàng được thị trường Nam Mỹ ưa chuộng như hàng dệt may, sơ sợi dệt, giày dép, điện thoại và linh kiện, thủy hải sản, sản phẩm từ cao su, sắt thép, kim loại. Las relaciones comerciales entre Vietnam y la región de América del Sur han crecido de manera constantemente en los últimos años. Vietnam tiene muchos productos preferidos en el mercado sudamericano, como productos textiles, fibra e hilado, calzado, teléfonos y sus componentes, mariscos, productos de caucho, de hierro y acero, de metales, etc. Nam Mỹ thì cũng là thị trường nhập khẩu quan trọng về nguyên liệu, phụ liệu, phục vụ sản xuất của Việt Nam như ngô hạt, đậu tương, gỗ và các sản phẩm gỗ, bông các loại và nguyên phụ liệu dệt may, da giày. América del Sur también es un importante socio de materias primas para la producción de Vietnam, como maíz, soya, madera y sus productos, algodón, material prima para la industria textil y de calzado. Từ đầu năm đến nay, do tác động của tiêu cực từ dịch COVID-19, thương mại Việt Nam, Nam Mỹ thì có về tổng thể có sự sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn có một số điểm sáng thể hiện ở hoạt động xuất nhập khẩu sôi động ở một số nhóm hàng như sắt thép với thị trường Brazil, điện thoại các loại và linh kiện sang Argentina, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng sang Chile. Desde el inicio del año hasta ahora, debido al impacto negativo de la pandemia COVID-19, el comercio en general entre Vietnam y Sudamérica ha disminuido ligeramente en comparación con el mismo periodo de 2019. Sin embargo, todavía hay algunos puntos brillantes reflejados en actividades activas de importación y exportación en algunos grupos de productos como hierro y acero a Brasil, teléfono y sus componentes a Argentina, maquinaria, equipos y herramientas a Chile. Mối quan tâm ngày càng cao của các doanh nghiệp Nam Mỹ trong việc chuyển dịch hoạt động thương mại từ một số thị trường nước ngoài khác sang Việt Nam nhờ những bước tiến hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và tích cực của Việt Nam, sự kiểm soát tốt đối với dịch COVID-19 của chính phủ và nhân dân Việt Nam, vị thế cạnh tranh ngày càng được cải thiện của nền kinh tế Việt Nam, sự năng động và thiện chí hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam. En creciente interés de las empresas sudamericanas en transferir actividades comerciales desde algunos otros mercados extranjeros a Vietnam, gracias a la profunda y positiva integración económica internacional de Vietnam, gracias al buen control de la pandemia COVID-19 por parte del gobierno y del pueblo vietnamita, y la mejora de la posición competitiva de la economía vietnamita, el dinamismo y la buena voluntad de las empresas vietnamitas. Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới, nếu Việt Nam và khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur có thể đàm phán và ký kết một hiệp định ưu đãi thương mại trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam với các thị trường Mercosur sẽ tạo được khởi sắc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các hoạt động logistics phục vụ trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Mercosur nói riêng và Việt Nam và Nam Mỹ nói chung.
Bên cạnh đó, dự báo hậu COVID-19, xu thế tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam với khu vực Nam Mỹ sẽ sớm quay trở lại, kéo theo sự phát triển và cải thiện của các dịch vụ logistics. Esperamos que en futuro próximo, si Vietnam y el mercado común del sur, Mercosur, podrían negociar y firmar un tratado de libre comercio. El intercambio comercial entre Vietnam y Mercosur florecería y crearía muchas condiciones favorables para las operaciones logísticas entre Vietnam y Mercosur en particular, y Vietnam y Sudamérica en general. Además, según las proyecciones post-COVID-19, la tendencia de crecimiento de comercio entre Vietnam y América del Sur volverá pronto, lo que llevará al desarrollo y mejora de los servicios logísticos. Và đây là kết quả của một quá trình lâu dài và kiên trì trong việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại của chính phủ Việt Nam và quốc gia Nam Mỹ. Trong đó có những cố gắng, nỗ lực của các cơ quan thuộc Bộ Công Thương Việt Nam, các thương vụ Việt Nam tại Nam Mỹ, các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đối với thị trường Nam Mỹ và ngược lại. Este será el resultado de un proceso largo y persistente en el impulso de las actividades de promoción comercial del gobierno de Vietnam y de los países sudamericanos, incluido los esfuerzos de las entidades del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, las oficinas comerciales de Vietnam en América del Sur, las asociaciones industriales y la comunidad empresarial vietnamita para el mercado sudamericano y viceversa. Thưa các quý vị, sự phát triển thương mại Việt Nam và Nam Mỹ phụ thuộc rất lớn vào sự sẵn có và phát triển của các dịch vụ logistics. Do khoảng cách địa lý rất xa, tuyến vận tải hành khách và hàng hóa trực tiếp còn thiếu và yếu, nên chi phí logistics hàng hóa từ Việt Nam sang Nam Mỹ và ngược lại còn ở mức rất cao. Estimados invitados, el desarrollo de comercio entre Vietnam y Sudamérica depende en gran medida de la disponibilidad y el desarrollo de los servicios logísticos. Debido a la gran distancia geográfica, la falta y la debilidad del transporte directo, los costos logísticos de las mercancías desde Vietnam a América del Sur y viceversa siguen siendo muy altos. Las empresas logísticas vietnamitas. Các doanh nghiệp logistics của Việt Nam và Nam Mỹ có thể vì những rào cản về ngôn ngữ, một số khác biệt về văn hóa hoặc chưa tiếp cận thuận lợi các thông tin thị trường nên chưa có nhiều hoạt động hợp tác làm đại lý tại thị trường của nhau hoặc liên kết tổ chức dịch vụ. Las empresas logísticas vietnamitas y sudamericanas, tal vez por las barreras del idioma, las diferencias culturales o otros, aún no han tenido un acceso a la información del mercado. Por lo tanto, no hay muchas actividades cooperativas como agencia en los mercados de los demás o para vincular las agencias de servicio. Đại dịch COVID-19 hiện nay càng cho thấy rõ hơn nhiều điểm bất lợi cản trở thương mại hàng hóa từ sự thiếu hụt các dịch vụ và cơ sở vật chất logistics của Việt Nam và Nam Mỹ. La pandemia COVID-19 actual muestra aún más claramente las desventajas que impiden el comercio de bienes por la falta de servicios e instalaciones logísticas en Vietnam y Sudamérica. Tôi rất mong các doanh nghiệp logistics của Việt Nam và Nam Mỹ thông qua diễn đàn này sẽ có điều kiện thuận lợi gặp gỡ trực tuyến, trao đổi về những vấn đề tồn tại, các định hướng và cơ hội hợp tác, liên kết cùng tận dụng và phát huy các nguồn lực của nhau để tối ưu hóa các dịch vụ logistics, phục vụ tốt hơn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, xuất nhập khẩu của Việt Nam và Nam Mỹ. Espero que las empresas logísticas vietnamitas y sudamericanas a través de este foro tengan condiciones favorables para reunirse en línea, discutir temas existentes, orientaciones y oportunidades de cooperación para optimizar los servicios logísticos, servir mejor a las empresas importadoras y exportadoras vietnamitas y sudamericanas. Về phía Bộ Công Thương Việt Nam và các cơ quan chức năng liên quan thuộc Bộ
đang tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu nhằm thúc đẩy xuất khẩu, tạo thuận lợi và hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu và doanh nghiệp dịch vụ logistics. Por parte del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, las autoridades competentes dependientes del Ministerio continúan revisando los trámites administrativos de importación y exportación a fin de promover las exportaciones, facilitar y apoyar eficazmente a las empresas exportadoras e importadoras, a las empresas logísticas. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến khích các doanh nghiệp tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng logistics đồng bộ, tăng tính kết nối của các phương tiện vận tải, cải thiện năng lực cung cấp dịch vụ logistics thông qua ứng dụng số hóa các quy trình hoạt động. Además, también incentivamos a las empresas a hacer inversión en infraestructura logística sincrónica, aumentar la conectividad de los medios de transporte y mejorar la capacidad de prestación de servicios logísticos a través de la digitalización de los procesos operativos. Trước khi dừng lời tại đây, tôi xin chúc diễn đàn của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính chúc sức khỏe tới các đồng chí tham tán thương mại, phụ trách thương vụ Việt Nam tại Nam Mỹ, các quý vị diễn giả từ các cơ quan, hiệp hội cùng toàn thể quý vị đại biểu tham dự diễn đàn. Chúc các doanh nghiệp và người dân Nam Mỹ an toàn vượt qua đại dịch. Antes de terminar, deseo que nuestro foro tenga éxito. Mis mejores deseos para los consejeros comerciales representantes de las oficinas comerciales de Vietnam en América del Sur. Para los oradores, los representantes de las organizaciones, asociaciones y todos ustedes participantes en el foro. Deseo que las empresas sudamericanas y sus pueblos superen la pandemia exitosamente. Chúc các doanh nghiệp Việt Nam và Nam Mỹ sẽ kết nối thành công từ các giao dịch tại diễn đàn của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Deseo que las empresas vietnamitas y sudamericanas se conecten con éxito a partir de los encuentros bilaterales de nuestro foro. Muchas gracias. Trân trọng cảm ơn Phó Quốc trưởng Lê Hoàng Tài. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Matthew Taylor Pullman, CEO của tập đoàn M-Christmas, sẽ trao đổi với chúng ta một số những nội dung liên quan đến thị trường logistics Chile và các cuộc hợp tác logistics Chile Việt Nam. Xin kính mời ông. Gracias, señor Lê Hoàng Tài. Siguiendo el programa, me gustaría invitar al señor Matthew Taylor de la empresa Taylor para compartir sobre el mercado logístico en Chile y las oportunidades de cooperación logística Chile-Vietnam. Por favor, señor Taylor. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Una nota más bien práctica. ¿Quién presenta? Presento yo la... Yo presento la... el PowerPoint, ¿sí? Sí. Chào buổi sáng. Tôi rất cảm ơn lời mời của ban tổ chức. Tôi sẽ trình bày cái bài của tôi. Bien. ¿Se ve bien? ¿Có nhìn rõ không ạ? Sí. Sí, ¿se ve bien? Nhìn rõ không ạ? Các bạn có nhìn rõ không ạ? Nhìn rõ. Sí, se ve bien.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a presentar. Me han dicho que dispongo de aproximadamente 7 minutos. Por lo tanto, naturalmente, el alcance de las cosas que puedo decir son relativamente limitadas. Por lo mismo, me voy a concentrar en compartir con ustedes algunas ideas sobre las oportunidades logísticas que existen hoy en Chile. No me voy a referir al comercio exterior, sino que me voy a referir a las oportunidades logísticas y explicar un poco cómo se ha configurado Chile desde ese punto de vista, con el fin de que nuestros amigos de Vietnam puedan considerar eventualmente proyectos de inversión o en su efecto la posibilidad de participar con sus productos y servicios en nuestra región. Tengo que comenzar diciendo que la empresa que yo represento... por favor, sí, para la traducción. Rất cảm ơn vì lời mời tham dự sự kiện hôm nay. Thì ban tổ chức cũng nói với tôi trình bày khoảng 7 phút. Thì tôi trong cái thời gian ngắn ngủi này thì tôi cũng không nói nhiều về những cái vấn đề thương ngoại thương, mà tôi sẽ nói về các vấn đề logistics và những cái ý tưởng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này, để cho các bạn người Việt Nam có thể định hướng cái phương thức kinh doanh của mình tại Chile, phương thức hợp tác của mình với Chile. Bien. Debo comenzar diciendo que desde la perspectiva de la empresa que yo represento, que es Empresas Taylor, una agencia de naves que está en Chile, Perú, Ecuador y Bolivia, hemos tenido el gusto y el privilegio hace 3 años atrás de comprar productos vietnamitas. De hecho, tenemos 2 remolcadores de 65 toneladas de tiro ubicados en el puerto de Callao y Paita, respectivamente, operando para el servicio de atraque y desatraque de naves. La verdad es que estos equipos han resultado ser excelentes y, por lo tanto, nosotros podemos dar fe del altísimo nivel técnico de la ingeniería vietnamita. Để bắt đầu thì tôi cũng xin giới thiệu công ty Taylor có mặt tại Chile, Peru, Ecuador và Bolivia. 3 năm trước thì chúng tôi cũng mua một sản phẩm máy móc của Việt Nam để trong cái hệ thống kho bãi của chúng tôi tại cảng Ca Giao. Thì hiện nay vẫn hoạt động rất tốt, do đó tôi rất tin tưởng về chất lượng của các sản phẩm về mặt kỹ thuật rồi cũng như tất cả về chất lượng các sản phẩm của Việt Nam. Bien. ¿De qué quiero hablar hoy? Hoy hablaré sobre 3 puntos, sobre la infraestructura logística en Chile, hablaré sobre el medio ambiente en Chile, sobre la digitalización y finalmente hablaré o me referiré a algunas oportunidades de negocios en particular. Thì tôi sẽ xin trình bày về 3 điểm của cái cơ sở hạ tầng logistics của Chile, sau đấy về môi trường, về số hóa và các cơ hội làm ăn. Bien. Respecto a la infraestructura, es importante que nuestro auditorio sepa que la política en Chile, desde los años 90, en materia de infraestructura pública y en particular logística, ha sido la siguiente, la de concesionar, ¿sí?, los servicios. Y en ese sentido se han invitado a privados para que efectivamente inviertan y puedan generar una renta en proyectos de inversión que en promedio tienen un horizonte de 20 a 30 años para que puedan explotar comercialmente aquellas inversiones en particular. Cơ sở hạ tầng ấy, thì có một cái chính sách rất quan trọng tại Chile là về phát triển cơ sở hạ tầng. Chính sách của nhà nước là từ những năm 90 là sự chuyển nhượng quyền của các cơ sở hạ tầng logistics. Thì nhà nước mời các công ty tư nhân tham gia đầu tư và sau đấy là chuyển nhượng cái quyền khai thác trong vòng 20 đến 30 năm để có thể tạo được lợi nhuận. Chile probablemente là... Sin exagerar, la economía más abierta de Sudamérica, y en ese sentido tenemos una multiplicidad de convenios de doble tributación y de comercio bilaterales con distintos países. En particular, esa realidad hace que una gran cantidad de líneas navieras, por no decir prácticamente la totalidad de ellas, sobre todo las de contenedores y de
carga general recalen en los puertos chilenos. En Chile existe una infraestructura portuaria bastante grande y en particular podemos decir que existen más de 8 puertos que han sido concesionados a privados y que se explotan al día de hoy. Eso hace que efectivamente desde un punto de vista marítimo Chile esté muy bien preparado para interconectarse con el mundo. Về hệ thống cảng biển thì phải nói là tôi phải nhấn mạnh là Chile là một là nền kinh tế mở cửa nhất Nam Mỹ và với hệ thống tránh đánh thuế thanh trùng và các thỏa thuận thương mại thì đã giúp cho các hoạt động phần lớn các hoạt động của các hãng tàu biển tại các cảng này. Chile có một hệ thống tàu cảng biển lớn, gồm có khoảng 8 cảng lớn và đã được ủy quyền chuyển nhượng quyền cho các công ty tư nhân về cơ bản là vận tải hàng hóa. Điều đấy cho thấy là Chile chuẩn bị rất tốt các cơ sở vật chất để cho việc trao đổi thương mại quốc tế. Existe también un aeropuerto internacional que está bajo expansión en este momento, va a ser entregado el año 2021 en la zona de Santiago, y existe una red de aeropuertos locales que permite efectivamente a partir de dicho aeropuerto en la capital del país conectar el resto del país. Thì chúng tôi cũng có một cái sân bay quốc tế được chuyển nhượng quyền vào năm 2021 là ở thuộc vùng thủ phủ Santiago. Cái sân bay này sẽ kết nối với hệ thống tất cả các sân bay địa phương từ cái sân bay chính này. Del mismo modo, las carreteras en general son concesionadas también, entregadas a privados y su explotación la realizan efectivamente privados a forma de compensar y retribuir la inversión que realizan en nuestro país. Thì chúng tôi cũng có một hệ thống đường cao tốc với cái tỷ lệ quan trọng cho các con đường đã được chuyển nhượng cho các bên tư nhân để khai thác thương mại. El segundo punto que quiero tratar es sobre el medio ambiente. En Chile, en los últimos 5 años, ha habido un despertar o una conciencia más profunda de la necesidad de ir caminando hacia métodos de producción más limpios. Thì điểm thứ hai tôi muốn đề cập là về môi trường. Thì tại Chile 5 năm gần đây thì đã có người dân, chính phủ đã có ý thức rất lớn về việc hướng tới là một cái chính sách thúc đẩy theo hướng sản xuất xanh hơn. En dicho sentido, vemos algunas iniciativas que pueden ser de interés para la industria vietnamita, como por ejemplo la política de descarbonización y reducción de emisiones de efecto invernadero al medio ambiente. En ese punto, creo que hay dos elementos que pueden ser de interés para ustedes. Vấn đề này thì tôi nghĩ là cũng có thể có hai chủ đề mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể quan tâm. Đấy là các chính sách về thúc đẩy giảm lượng khí thải và khử carbon và vấn đề liên quan đến cái hiệu ứng nhà kính mặt trời, hiệu ứng nhà kính. El primero tiene que ver con el reemplazo de motores de combustión interna por motores movilizados por electricidad, es decir, propulsados por generadores. Cái vấn đề đầu tiên về thì là liên quan đến việc cái giảm cái sử dụng những cái năng lượng truyền thống và thay bằng những cái mô tô chạy bằng điện. La electromovilidad es un elemento o un tema que se va a hacer cada vez más importante o que va a ser cada vez más importante en nuestra industria logística y va a haber una tendencia a reemplazar los motores de combustión interna tanto cuanto sea posible por motores propulsados por este tipo de energía. En ese sentido ya vemos que el Ministerio de Transporte hace esfuerzos porque el sistema de movilización público de Chile, conocido como el sistema RED, modifique o incorpore en sus métodos de propulsión este tipo de mecanismos. Thì cái vấn đề này thì sẽ chuyển dịch sang cái
Các mô tô chạy bằng điện là sẽ chủ đề rất quan trọng trong cái ngành công nghiệp logistics của Chile. Thì hiện nay Bộ Giao thông cũng đã dùng cái biện pháp di chuyển chạy bằng điện, nghĩa là các phương tiện giao thông đã được thay thế dần dần bằng các phương tiện sử dụng điện. Acá habrá mucha necesidad. Y otro impulso en ese sentido son los acuerdos de producción limpia que se están celebrando a través del país. Thì đấy, theo tôi thì những cái điểm trên là có rất nhiều nhu cầu tại Chile, và một điểm nữa đấy là một cái thỏa thuận về sản xuất sạch mà đã được quảng bá rộng rãi. Tenemos varios ejemplos de acuerdos de producción limpia en los puertos chilenos y en los extraportuarios. Un acuerdo de producción limpia básicamente lo que busca es minimizar al máximo la emisión de contaminantes al medio ambiente y por lo tanto, tanto los procedimientos como los mecanismos y equipos y maquinarias que se utilizan deben ser reconsiderados y preparados para este propósito. Thì chúng tôi cũng có một số ví dụ trong việc thực hiện cái thỏa thuận này tại các cảng của Chile. Ví dụ cái của cái việc đấy là sẽ giảm thiểu một cách tối đa các sự ô nhiễm môi trường. Do đó tất cả các máy móc rồi các công cụ liên quan đều phục vụ cho mục đích này. En Chile, en verdad, voy a hablar sobre digitalización ahora. En Chile, la verdad es que existe una buena red de carreteras, puede ser mejorable de todas maneras, es perfectible, pero existe una buena red de carreteras, existe un buen número de puertos, existe una buena cantidad de metros cuadrados o superficie de respaldo logístico, pero lo que falta hoy día es articularlos a través de una red digital. Que permita dar visibilidad y trazabilidad a la carga. En eso hay un tremendísimo desafío. Thì tôi sẽ nói về cái số hóa của Chile này, về cái khả năng hiển thị và theo dõi này. Tại Chile thì có hệ thống đường xá, kho hàng và bến cảng rất tốt, nhưng mà vẫn còn thiếu cái sự kết nối giữa nhau trong tạo thành một cái hệ thống mạng lưới cho phép hiển thị vị trí và trạng thái theo dõi. Thì đấy là một vấn đề hiện nay vẫn còn thiếu tại Chile. En ese respecto, existen algunas actividades que pueden ser interesantes para la industria vietnamita. Fundamentalmente, existe una gran necesidad de transferir tecnología que permita, por un lado, dar trazabilidad y visibilidad a la carga, y adicionalmente permita digitalizar los procesos. En particular, y la pandemia lo ha hecho cada vez algo más necesario, la gente necesita realizar sus trámites logísticos o sus actividades o acciones logísticas para poder liberar la carga o para poder embarcar la carga en forma remota, en línea y en tiempo real 24/7. Thì đấy, cũng như tôi đã nói đấy, các hoạt động này sẽ tạo các cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong việc chuyển đổi kỹ thuật, đặc biệt trong chuyển đổi kỹ thuật số này, số hóa các quy trình, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh như thế này, để có thể giải phóng hàng hóa rồi bằng các hình thức online và trong thời gian thực tế, thì để và vẫn tuân thủ các thủ tục giấy tờ. En Chile, la industria financiera, los bancos han hecho un gran esfuerzo de digitalización que ha funcionado bastante bien y el grado de cobertura de Internet es bastante bueno en el país. La verdad es que la mayoría de los... Existen, de hecho, en Chile más celulares que personas, por lo tanto, el grado de conectividad que tenemos digital es muy alta. Sin embargo, nuestros procesos administrativos siguen estando muy adheridos al papel y existen grandes oportunidades para digitalizar procesos logísticos en general, o sea, en particular, y procesos administrativos en general. Thì hiện nay tại Chile, ngành công nghiệp tài chính thì đã số hóa rất là hiệu quả. Ví dụ như là Internet thì rất tốt tại Chile, là phần lớn người dân, cái số lượng điện thoại di động còn nhiều hơn số lượng người, và cái mức độ connect cũng rất là nhanh. Do đấy thì tôi thấy là tiềm năng trong việc, nhưng mà trong cái logistics thì vẫn phụ thuộc rất nhiều vào giấy tờ, do đó tiềm năng trong việc số hóa các quy trình logistics là rất lớn.
Y dos puntos interesantes, la Internet de las Cosas e inteligencia artificial, que son dos conceptos que para nuestro país eran muy lejanos, se han acelerado en el último tiempo, existen ya empresas consultoras que se dedican a este tipo de cosas, la posibilidad de colocar sensores en equipos, ya sea domésticos o eventualmente en contenedores, en bodegas, fábricas, para poder monitorear procesos y saber qué es lo que está ocurriendo, o simular el accionar de una persona a través de un robot o una máquina, son realidades que se veían muy lejanas y que, producto de la pandemia, y yo diría de la buena base de ingenieros que existen en el país, se ha podido ir desarrollando. A veces a nivel de, efectivamente, desarrollo, con investigación, y en otras oportunidades como proyectos de transferencia. Por lo tanto, si hay tecnología vietnamita, bienvenida, podrá ser transferida en Chile. Một lĩnh vực khác mà có cái khái niệm chủ đề rất là mới và đáng quan tâm ở đây, đấy là cái chủ đề Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo. Thì hai cái chủ đề này thì đang rất mới tại Chile và cũng đang xu hướng trên đà phát triển. Thì chúng ta có thể nhìn thông qua những cái quy trình như kiểu là theo dõi tại container rồi các kho rồi vân vân, hoặc là robot, hoặc là chúng ta cũng có thể nhìn thấy vấn đề này trước cái tình hình dịch bệnh ấy, thì là một cái cơ sở tốt để hợp tác. Có thể Việt Nam có thể tham gia các dự án nghiên cứu hoặc các dự án như là chuyển đổi công nghệ. Y en el minuto que me queda, simplemente comentar que existen oportunidades claramente concretas, con nombre y apellido en Chile. En particular, durante los próximos años se van a licitar puertos, si hubiese interés en licitar infraestructura. Un ejemplo de ellos es uno de los terminales del Puerto Valparaíso, el terminal norte, va a ser licitado en algún momento. Otro ejemplo es el desarrollo ferroviario. Chile es un país muy largo, y en ese sentido el desarrollo ferroviario podría ser muy positivo para el desarrollo económico. Es algo que hoy día es bastante débil. De hecho, se comenta la posibilidad de unir Valparaíso con Santiago, en la capital, con el puerto, o con San Antonio a través de trenes. Bueno, San Antonio ya está conectado, pero Valparaíso al menos a través de trenes, y la misma forma conectarnos con Argentina. Por lo tanto, el desarrollo ferroviario es también una posibilidad. Y por último, la digitalización del Estado. El Estado chileno es bastante activo y promotor de este tipo de cosas, ya sea en forma directa o a través de sus distintas reparticiones públicas. En ese sentido, estamos viendo y seguiremos viendo proyectos de inversión, los cuales son licitados, con el fin de poder utilizar tecnologías modernas para hacer, valga la redundancia, más moderno la administración de nuestro Estado chileno. Eso es. Muchas gracias. Thì tôi cũng xin nói về các cơ hội hợp tác cụ thể tại Chile này. Trong những năm tới thì Chile thì sẽ thực hiện việc đấu thầu các cảng, ví dụ như là đấu thầu cảng biển Valparaíso tại phía bắc của Chile thì sẽ đấu thầu trong thời gian tới, rồi hoặc là như hệ thống đường sắt của Chile. Thì Chile là một đất nước rất dài về chiều dài và chúng tôi cần những cái đường sắt để kết nối giữa các vùng này. Hiện nay thì mạng lưới đường sắt của Chile giờ vẫn là rất còn yếu và dự kiến thì sẽ mong muốn phát triển mạng lưới đường sắt nối giữa Valparaíso cảng biển với Santiago, hoặc cảng biển San Antonio với Santiago, hoặc là kết nối với đường sắt với Argentina. Một vấn đề khác, một cơ hội khác nữa là về cái số hóa của nhà nước. Thì hiện nay nhà nước và các cơ ban ngành thì đang trong chiến dịch số hóa nhà nước và thì sẽ tạo ra các cơ hội cho các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi công nghệ cũng như các vấn đề liên quan trong việc số hóa của việc quản lý nhà nước của Chile. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông Matthew Taylor. Trong thời gian ngắn, ông Matthew Taylor đã cho chúng ta thấy được bức tranh tổng quan về nền công nghiệp dịch vụ logistics của Chile, và ông Matthew Taylor cũng đã chỉ ra một số những cái điểm quan trọng trong cái việc hợp tác với các doanh nghiệp logistics Việt Nam và Chile. Và rất là thú vị khi được biết là số lượng điện thoại ở Chile còn
cao hơn một số người dân. Ở Việt Nam chúng tôi thì theo thống kê vào cuối năm ngoái thì có gần 45% dân số Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh, là khoảng 43,7 triệu người Việt đang sở hữu smartphone. Và Việt Nam cũng là một trong 15 thị trường có số lượng dùng smartphone cao nhất thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam thì đang rất là năng động và tích cực trong việc ứng dụng các công nghệ số vào các lĩnh vực tế, trong đó lĩnh vực logistics và chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều triển vọng trong việc hợp tác giữa các doanh nghiệp logistics Việt Nam và doanh nghiệp logistics của Chile, nhất là ở góc độ là ứng dụng các nền tảng số vào trong Muchas gracias, señor Matthew. A través de su presentación podemos ver un panorama de la industria de servicios logísticos en Chile y algunos puntos muy importantes para la cooperación logística entre Chile y Vietnam. Y es muy interesante escuchar que el número de los celulares en Chile es mayor que la población. En Vietnam tenemos cerca de 45% de la población que tiene smartphone, es decir, 43,7 millones de habitantes utilizan smartphone. Vietnam ubica entre 15 mercados que tiene índice de uso de esos celulares. Y también la empresa vietnamita está activamente para aplicar la digitalización. Esperamos que en el futuro vamos a tener la perspectiva de cooperación en el sector logístico entre los dos países, especialmente en la aplicación de la base de, digital para los procesos logísticos. Và để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Cương, Phó Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam VLR, sẽ trao đổi với chúng ta về một số cơ hội hợp tác em Việt Nam. Kính mời ông. Siguiendo el programa, me gustaría invitar al señor Nguyễn Tường, secretario general adjunto de la Asociación Empresarial Logística de Vietnam, a dar una presentación sobre oportunidades de cooperación con la industria logística de Vietnam. Por favor, señor Tường. Ok chứ? Ok chứ? Đã rõ rồi ạ. Xin cảm ơn. Kính thưa quý bà, quý ông, xin chào buổi sáng và buổi tối. Tôi là Nguyễn Tương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam. Tôi rất vui mừng được tham gia và phát biểu tại buổi diễn đàn quan trọng này. Muchas gracias. Señoras y señores, permítame presentarme. Soy Nguyễn Tương, secretario general adjunto de la Asociación Empresarial de Logística de Vietnam. Tengo el gran honor de participar en este foro y tener una charla. Bài trình bày của tôi gồm hai phần. Phần thứ nhất là tình hình định hướng phát triển của ngành dịch vụ logistics Việt Nam, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động logistics của hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam với khu vực Nam Mỹ. Mi presentación va a tener dos partes. La primera es sobre la situación de la industria y orientación al desarrollo, ventajas y desventajas de la logística de Vietnam con América del Sur. Ngành dịch vụ logistics Việt Nam hiện nay đang phát triển với tốc độ 12-14% năm. Tỷ lệ thuê ngoài khoảng 60-70%. LPI theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới năm 2018, Việt Nam xếp thứ 39 trên 160 nước, đứng thứ 3 trong các nước ASEAN, chỉ sau Singapore và Thái Lan, đứng ở hàng đầu trong các nền kinh tế mới nổi. Thị trường logistics Việt Nam năm 2018 đạt khoảng 40 tỷ đô la. La industria de servicios logísticos de Vietnam está creciendo a una tasa de 12 a 14% anual,
La tasa de subcontratación es aproximadamente 60 a 70% en índice LPI. Según Banco Mundial, en año 2018 ocupó el puesto 39 entre los 160 países y ocupó el tercer lugar entre los países de la ASEAN, solo detrás de Singapur y Tailandia. Y está en la lista de top de las economías emergentes. El mercado logístico de Vietnam en año 2018 alcanzó 40 mil millones de dólares. Tuy nhiên, chi phí logistics còn cao so với GDP, so với GDP còn ở mức cao, so với mức trung bình của thế giới. Năm 2018 là 16,8% trên của thế giới là 10,7%. Chất lượng cung cấp dịch vụ và trình độ nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu, ứng dụng khoa học công nghệ cao trong ngành dịch vụ logistics còn ở mức trung bình. Sin embargo, los costos logísticos en comparación con el PIB todavía se encuentran en el nivel alto en comparación con el, promedio mundial. En año 2018, Vietnam tuvo un índice de 16,8% y en promedio mundial era 10,7%. La calidad de la prestación de servicio y el nivel de recursos humanos no han satisfecho a las necesidades de la aplicación de la ciencia de tecnología en la industria de servicios logísticos se encuentra todavía en un nivel medio. Mục tiêu của ngành dịch vụ logistics Việt Nam là nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, làm nền tảng cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của thương mại. Vì vậy, ngành dịch vụ logistics Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ trong và sau đại dịch COVID-19. Đại dịch có tác động mạnh mẽ đối với ngành dịch vụ logistics Việt Nam, gây ra khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa giữa hai bên. Hiện nay đang thiếu vỏ container. El objetivo de la industria logística de Vietnam es aumentar la potencialidad y será una base para aumentar la competitividad de los de las mercancías vietnamitas. Por eso, la industria de servicios logísticos de Vietnam está acelerando su transformación digital para satisfacer a la creciente demanda durante y después de la pandemia COVID-19. Y la pandemia tiene efecto negativo para las empresas logísticas. Actualmente, las empresas logísticas de Vietnam se encuentran por falta de contenedor. Việt Nam hiện nay có khoảng 4.000 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics quốc tế và nội địa. Khoảng trên 90% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cung cấp 17 loại hình dịch vụ logistics, trong đó chủ yếu là các phương thức vận tải, giao nhận, kho bãi, khai báo hải quan, chuyển phát nhanh, đảm nhận hầu hết việc cung cấp các dịch vụ logistics nội địa. Actualmente en Vietnam existen unas 4.000 empresas que prestan servicios logísticos nacionales e internacionales. Aproximadamente en 90% de las empresas logísticas son pymes, brindando 17 tipos de servicios logísticos, principalmente como modo de transporte, expedición, almacenaje, declaración aduanera, entrega express, que cubre la mayor parte de la prestación de los servicios logísticos nacionales. Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam VLA hiện nay có 453 hội viên đại diện cho quyền lợi của hội viên cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam, là thành viên của tổ chức giao nhận logistics quốc tế FIATA, là hội viên của tổ chức Hiệp hội giao nhận vận tải logistics ASEAN FIAPFA, nên hoạt động của hiệp hội và hội viên mang tính chất quốc tế cao. La Asociación Empresarial de Servicios Logísticos de Vietnam
UVLA cuenta actualmente con 453 miembros. La asociación representa los intereses de los miembros en la prestación de servicios logísticos. La asociación es miembro de la Federación Internacional de Asociación de Transitarios, FITA, miembro de la Federación de Asociaciones de Transportistas de la ASEAN, AFFA. Por lo tanto, las actividades de la asociación y sus miembros son de carácter internacional. Anto. Voy a presentar sobre el segundo tema, la solución de cooperación al desarrollo para las empresas logísticas Vietnam y Sudamérica. Do đây là thị trường logistics mới của hai bên, do đó chúng tôi đề nghị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics của Việt Nam và các nước khu vực Nam Mỹ cần trao đổi thông tin, nếu được thì gặp nhau hoặc qua đại lý của nhau ở các thị trường khác hiện nay, tìm hiểu khả năng của nhau trong việc cung cấp dịch vụ logistics. Thương vụ và đại sứ quán hai bên cần hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cung cấp dịch vụ logistics, tìm hiểu thông tin về thị trường của nhau. Trước hết là thông tin về luật lệ, điều chỉnh các hoạt động logistics của nhau, thông tin về các hoạt động logistics, tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại và dịch vụ của hai bên. Por motivo que ambos mercados logísticos son nuevos para entre sí, entonces propongo que las empresas de servicios logísticos de Vietnam y los de América del Sur necesitan intercambiar información y, si es posible, conocerse a los demás a través de sus agencias en otros mercados. Aprender sobre las capacidades de cada uno en la prestación de servicios logísticos. Y la oficina comercial y la embajada de las dos partes deben apoyar a los proveedores de servicios de importación, exportación y logística para obtener información sobre los mercados de cada uno. Primero, información sobre las leyes que rigen las actividades logísticas, información sobre las actividades logísticas y organización de delegaciones de promoción comercial y de servicios de ambas partes. Thứ hai là trong khi chưa có thể có quan hệ trực tiếp, có thể tiếp xúc, có thể xúc tiến quan hệ logistics thương mại qua các đại lý của nhau ở các thị trường truyền thống, thông qua tổ chức hay là thông qua tổ chức vận tải logistics quốc tế FITA, vượt qua rào cản do đại dịch COVID-19 đem lại. Y segundo, mientras que no podamos tener una relación directa, podemos promover las relaciones logísticas y comerciales a través de nuestras agencias en los mercados tradicionales, a través de la Organización Internacional de Transporte y Logística, como FITA, para superar las barreras de la pandemia COVID-19. Thứ ba là thông qua các hiệp hội logistics của nhau để kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics. Hiệp hội Logistics Việt Nam sẵn sàng là đầu mối liên hệ và tiếp xúc thương mại cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics của Việt Nam và cả của các nước Nam Mỹ phát triển. Địa chỉ email của chúng tôi là vla Hồ Chí Minh 2 @vla.com.vn và vla Hồ Chí Minh 1 @vla.com.vn. Y tercero es que a través de las asociaciones logísticas de cada país para conectarse con las empresas de servicios logísticos, la asociación VLA está dispuesta para ser el punto de contacto y promoción comercial para los proveedores de servicios logísticos de América del Sur. Nuestros correos son vla@hcm2@vla.com.un. VN, que voy a poner en el chat luego.
Thứ tư là chưa để tận dụng tốt các hiệp định FTA mà các bên đã ký kết để thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và cung cấp dịch vụ logistics. Y cuarto es aprovechando las oportunidades de los TLC que las partes han suscrito para promover el comercio, la inversión y la prestación de servicios logísticos. Thứ năm là các doanh nghiệp dịch vụ logistics Nam Mỹ có nhiều cơ hội hợp tác với ngành dịch vụ logistics Việt Nam và các công ty cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam để đáp ứng và thúc đẩy thương mại hàng hóa và đầu tư giữa hai bên, cụ thể như sau. Quinto, las empresas de servicios logísticos de América del Sur tienen muchas oportunidades para cooperar con la industria de servicios logísticos de Vietnam para cumplir y promover el comercio de bienes y la inversión entre las dos partes, específicamente siguiente. Chính phủ Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Nam Mỹ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng logistics như cảng biển, kho bãi, bao gồm cả kho lạnh, dây chuyền cung ứng lạnh phục vụ cho việc xuất khẩu hàng nông sản, hải sản, hoa quả, cũng như phát triển các trung tâm dịch vụ logistics vùng và khu vực. El gobierno vietnamita da la bienvenida a los inversionistas extranjeros, entre los cuales los inversionistas sudamericanos, a invertir en el desarrollo de infraestructura logística. Por ejemplo, puertos marítimos, almacenes, incluido en almacenamiento en frío, la cadena de frío para la exportación de los productos agrícolas, mariscos y frutas, así como inversión en los centros logísticos regionales. Ba loại hình dịch vụ mà các nhà đầu tư nước ngoài được xem xét đầu tư 100% vốn của mình, bao gồm storage and warehouse services, freight transport agency services và express courier services. Các loại hình dịch vụ khác thì theo tỷ lệ vốn góp được quy định như về vận tải đường thủy nội địa, đường sắt, đại lý hàng hải, tối đa của bên vốn góp bên nước ngoài là 49%, đường bộ tối đa là 51%, nhưng 100% lái xe phải là người Việt Nam. Se considera que los inversionistas extranjeros pueden invertir en tres tipos de servicios con el 100% de su capital. Ellos son servicios de almacenamiento depósito CPC-742, servicios de agencia de transporte de carga CPC-748, servicios de mensajería express CPC-752, y otro tipo de servicios se especifican detalladamente en porcentaje de aportación de capital extranjero. Por ejemplo, sobre transporte de ferrocarril, de agencia de ruta marítima, la aportación extranjera de capital máximo es 49% y la aportación máxima para ruta carretera máximo es 51%, pero el representante debe ser vietnamita. Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và sự hợp tác giữa hai bên, và chúng tôi sẽ khuyến khích các cái doanh nghiệp dịch vụ logistics của hiệp hội chúng tôi cùng cộng tác tham gia để nhằm phát triển ngành dịch vụ logistics của hai bên, nhằm thúc đẩy cái quan hệ thương mại giữa hai bên ngày càng phát triển. Xin cảm ơn. La asociación, sí, esperamos recibir las ideas de ustedes para tener
lineamiento para la cooperación de ambas partes. Y también la asociación va a incentivar a los miembros de la asociación para participar en desarrollo de la industria de servicios logísticos de ambas partes para impulsar el aumento de comercio bilateral. Muchas gracias. Trong cái phần phát biểu của ông Nguyễn Tương thì đã chỉ là chúng ta năm cái nhóm giải pháp rất là quan trọng. Tôi cho rằng đây là những cơ hội thực để doanh nghiệp logistics hai bên sẽ nghiên cứu sâu hơn, tăng cường hợp tác nhằm tối ưu hóa cái chất lượng dịch vụ logistics hiện tại cũng như là phát triển cái dịch vụ logistics còn thiếu và yếu giữa hai nước hai giữa Việt Nam và Nam Mỹ. Để phục vụ tốt hơn cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam và Nam Mỹ. Muchas gracias, señor Nguyễn Tương, por su presentación. Y es muy importante que indica usted cinco grupos de soluciones. Esperamos que ambas partes puedan estudiar más profundamente para maximizar los servicios logísticos y la relación entre en el sector entre Vietnam y las empresas logísticas de Sudamérica. Kính thưa quý vị, tại Nam Mỹ thì Brazil là một trong những thị trường rất giàu tiềm năng thương mại với Việt Nam. Và ngay sau đây thì tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Hồng Quang, tham tán thương mại Việt Nam tại Brazil, sẽ chia sẻ với chúng ta một số triển vọng thương mại Việt Nam Brazil và những cái vấn đề mà doanh nghiệp logistics Việt Nam Brazil cần lưu ý. Xin kính mời ông. Estimados, Brasil es un import y un mercado potencial para Vietnam. Por eso voy a invitar, me gustaría invitar al señor Lê Hồng Quang, consejero comercial de Vietnam en Brasil, a compartir sobre perspectivas comerciales entre Vietnam y Brasil y algunas claves para las empresas logísticas Vietnam y brasileñas. Por favor, señor Quang. Xin kính chào quý vị. Xin chào buổi tối Việt Nam và buổi sáng Nam Mỹ. Estimado, buenos días a los invitados en Sudamérica y buenas noches en Vietnam. Kính thưa ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương. Kính thưa toàn thể quý vị tham dự diễn đàn Logistics Việt Nam và khu vực Nam Mỹ. Estimado señor Lê Hoàng Tài, vicedirector general de la Agencia de Promoción Comercial de Vietnam. Estimados invitados de participantes del Foro Logístico Vietnam-Sudamérica. Xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức của Cục Xúc tiến Thương mại trong thời gian qua đã tổ chức có thể nói là một series các diễn đàn online về lĩnh vực logistics. Cũng có phải nói rằng là trong bối cảnh đại dịch tình hình mới này thì logistics là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Y muchas gracias al organizador por haber organizado una serie de las actividades logísticas virtual. Se puede decir que en el contexto de la pandemia 19 el sector logístico está dentro de uno de los sectores más afectados. Thưa các quý vị, thì như quý vị đã biết, Brazil là một nước có thể nói là đầu tàu ở Nam Mỹ, với diện tích lớn nhất Nam Mỹ, dân số lớn nhất Nam Mỹ. Tuy nhiên, Brazil cũng là nước duy nhất tại Nam Mỹ nói tiếng Bồ Đào Nha, trong khi đó các nước còn lại là nói tiếng Tây Ban Nha. Do đó, trên diễn đàn này tôi xin phép được trình bày bài trình bày của tôi bằng tiếng Việt và xin nhờ chị Thủy là phụ trách thương vụ tại Việt Nam tại Chile có thể tóm tắt sang tiếng Tây Ban Nha để quý vị theo dõi được biết. Estimados invitados, tan como sabían ustedes, Brasil es un país más grande en Sudamérica en cuanto a población y superficie.
Sin embargo, es el único país que habla portugués en Sudamérica. Por eso, permítame presentar en vietnamita y señora Thuy de la Oficina Comercial en Chile va a hacer resumen en español. Bài nói của tôi thì gồm có hai phần chính. Một là nói về tình hình quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Nam Mỹ. Phần thứ hai là tuy không phải là chuyên gia về logistics nhưng mà tôi cũng xin chia sẻ một số thông tin về thị trường logistics tại Brazil. Mi presentación va a tener dos partes. La primera es sobre la relación comercial entre Vietnam y Brasil. Brasil es el mayor socio comercial de Vietnam en América del Sur. Y segundo parte sobre el mercado logístico de Brasil, aunque no soy un experto en el tema. Xin phép được chia sẻ màn hình cái bài nói của tôi. Permítame compartir mi pantalla. Như quý vị được biết thì Brazil nằm ở nằm một phần là bờ Đại Tây Dương, chứ khác với Chile của bên chị Thủy thì có một bờ là Thái Bình Dương. Thì vấn đề này nó cũng có một cái ý nghĩa đối với lĩnh vực logistics, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của chúng ta. Tan como sabían usted, Brasil está al lado de Océano Atlántico, diferente que Chile en Océano Pacífico. Por eso, eso también es un tema importante en el tema logístico para nosotros. Brasil là một cái nước có bờ đại dương rất là dài. Do đó thì với quá trình phát triển là lâu năm, đặc biệt là phát triển kinh tế, họ đã tập trung vào phát triển được một số cảng, có thể nói là hệ thống cảng nước sâu lớn nhất Nam Mỹ. Brasil tiene una línea costera larga y han concentrado en desarrollo de sistema de puerto. Se puede decir que Brasil tiene sistema de puerto más profundo en Sudamérica. Sơ lược về văn hóa, cũng xin phép là trong diễn đàn này tôi chia sẻ sơ lược về dân số, về tình hình kinh tế của Brazil. Thì Brazil với dân số là khoảng 210 triệu người, phần lớn dân số, 85% dân số sống ở khu vực thành thị. Permítanme compartir alguna información básica sobre la población y situación cultural. La población de Brasil, 210 millones de habitantes, con más de 80% viven en urbana. Ý nghĩa của việc này đó là Brazil đã tạo dựng ra một cái thị trường, có thể nói hàng tiêu dùng, người tiêu dùng lớn nhất trong khu vực. Y el significado de eso es que 80% de la población vive en zona urbana, crea un mercado de consumo o de consumidores más grande en la región. Về cơ cấu kinh tế của Brazil thì tương đối hiện đại, như quý vị có thể nhìn trên màn hình thì là 75% là GDP là trong lĩnh vực dịch vụ, trong đó có lĩnh vực logistics. Sobre la estructura económica de Brasil es muy moderna, se puede observar en la pantalla, 75% en el sector servicio, incluido sector servicio logístico. Lĩnh vực nông nghiệp của Brazil thì như nhiều người được biết thì là Brazil là một trong những nông nghiệp phát triển nhất thế giới. Họ là nhà sản xuất một số sản phẩm lớn nhất thế giới như đường, cà phê, ngô và các loại thịt. Y la agricultura de Brasil está dentro de las más desarrolladas en el mundo. Brasil es el mayor productor y exportador del mundo en algunos productos como café, azúcar, maíz y carne. Về quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Brazil như tôi đã từng nói thì Brazil hiện tại là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Nam Mỹ. Ở chiều ngược lại thì Việt Nam cũng là đối tác thương mại hàng đầu của Brazil tại khu vực Đông Nam châu Á.
sobre la relación comercial entre Vietnam y Brasil, como dije, Brasil es el mayor socio comercial de Vietnam en América del Sur y Vietnam es el mayor socio de Brasil en sudeste de Asia. Về quy mô trao đổi thương mại song phương giữa hai nước thì hiện tại ở tầm từ 4 cho đến 5 tỷ đô la một năm. En volumen comercial entre bilateral alrededor de 4 a 5 mil millones de dólares anual. Về cơ cấu xuất nhập khẩu thì Brazil và Việt Nam tương đối cân bằng, mỗi nước nhập từ nước bên kia khoảng trên 2 tỷ đô la hàng năm. Sobre estructura de exportación y importación, la balanza es más o menos equitativa. Cada país se importa y exporta más de 2 mil millones de dólares. Năm 2019 thì một số sản phẩm chính của Việt Nam xuất khẩu sang Brazil gồm là điện thoại di động, thiết bị điện tử, giày dép, thủy sản, đặc biệt là chủ yếu là cá đông lạnh, một số sản phẩm về cao su, sản phẩm sợi và một số sản phẩm dệt may. El año 2019, algunos productos exportadores principales de Vietnam a Brasil, incluido teléfonos y sus componentes, maquinarias, calzados, marisco, especialmente pez congelado, caucho, hilado y fibras y otros productos. Ở chiều ngược lại thì Việt Nam là một nhà nhập khẩu lớn các sản phẩm ngũ cốc, đặc biệt là ngô và đậu tương và các sản phẩm từ đậu tương, bông, các hạt có dầu, nguyên phụ liệu thuốc lá, thịt và một số sản phẩm lương thực thực phẩm khác. Y en dirección inversa, Vietnam importó desde Brasil cereales, especialmente soja, las semillas oleaginosas, algodón, las materias primas para la industria de tabaco y otros productos. Bài phát biểu của tôi thì sơ lược về trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Brazil thì cũng còn nhiều thông tin nữa, nhưng trong cái khuôn khổ của hội thảo ngày hôm nay về diễn đàn logistics, tôi xin trao đổi một số thông tin về ngành logistics của Brazil. Mi presentación sobre la relación comercial Vietnam-Brasil tiene más informaciones, pero dentro del marco de nuestro foro voy a compartir más informaciones sobre el sector logístico. Kính thưa quý vị, thì Brazil là một nước có bờ biển rất lớn như tôi từng nói, nên họ có một hệ thống cảng biển có thể nói là hoàn thiện nhất khu vực Nam Mỹ. Estimado, tan como dije, Brasil tiene una línea costera grande, por eso tiene un sistema de puerto más grande en Sudamérica. Trong đó, cảng Santos là cảng lớn nhất Nam Mỹ. Bên cạnh đó thì còn nhiều cảng ở Rio de Janeiro, nhiều cảng ở Ibituba, nhiều cảng ở khu vực phía Bắc. Tất cả các cảng, hầu hết các cảng có đóng vai trò chính trong phục vụ xuất nhập khẩu của Brazil thì là cảng nước sâu và có thể đón được tàu có trọng tải hơn 100.000 tấn. Dentro de los cuales en Puerto Santos más grande en Sudamérica, otro puerto en Ríos, en Ibitura, en el norte de Brasil, todos los puertos juegan un papel importante y son de agua profunda, pueden recibir barco as mayores que 100.000 toneladas. Những cảng nước sâu này đóng có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là xuất khẩu của Brazil, bởi vì
năng lực đón nhận tàu lớn và khả năng bốc dỡ của những cái cảng hiện đại như cảng Santos, có thể tôi lấy ví dụ như nông sản họ có thể bốc dỡ đến 40 cho đến 60 ngàn tấn một ngày, nếu tôi nhớ chính xác. Y este puerto de agua profunda juega un papel importante en la exportación y importación de Brasil. Por ejemplo, en el puerto Santos se puede, los productos agrícolas se puede cargar hasta 40, desde 40 hasta 60 mil toneladas diario. Tuy nhiên thì như tôi đã trình bày thì Brasil là nằm ở Đại Tây Dương. Do đó con đường hàng hải từ Brazil sang khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam, thì bị xa hơn so với những nước có chia sẻ cùng bờ Thái Bình Dương. Sin embargo, tal como dije, Brasil está conectado con Océano Atlántico. Por eso, la ruta marítima desde Brasil a Asia y a Vietnam está más lejos que los países que tiene Océano Pacífico. Đó là hệ thống cảng biển. Về sân bay thì Brazil có sân bay quốc tế Sao Paulo, là một sân bay trung chuyển lớn của khu vực. Ese tema de puerto habla sobre los aeropuertos. En aeropuerto Sao Paulo es un centro de transmisión, de transferencia en la región. Ngoài ra thì Brazil cũng xây dựng được một hệ thống sân bay rất là lớn ở trong nước. Hầu hết các thành phố lớn tại Brazil đều có sân bay có khả năng tiếp đón được tàu bay lớn và nhiều hàng hóa, đặc biệt là những hàng hóa có giá trị cao như hàng thời trang, hàng điện tử được các doanh nghiệp Brazil vận chuyển phần lớn qua các hệ thống sân bay để mà cung cấp cho tiêu dùng trong nước. Además, tiene un sistema, una red de aeropuertos grande en el país. Casi todas las ciudades grandes en el país tienen su propio aeropuerto. Y eso ayuda también en el transporte de las mercancías que tienen alto valor, como ejemplo, los productos de moda o productos electrónicos. Las empresas se utilizan este método de transporte para la distribución en país. Về hệ thống đường sắt thì cũng như nhiều nước Nam Mỹ thì Brazil không chú trọng phát triển đường sắt, nên là hệ thống đường sắt để vận chuyển hàng hóa và người thì cơ bản là không có. Tuy nhiên thì Brazil cũng có một cái hệ thống đường sắt chuyên để phục vụ xuất khẩu, chuyên chở từ cùng vùng sản xuất đường và một số ngũ cốc ra thẳng cảng. Sobre el sistema ferrocarril, como otros países en Sudamérica, Brasil no desarrolla mucho el sistema de transporte ferrocarril, pero generalmente no tiene sistema ferrocarril para transporte de mercancía, pero también existe uno. Un sistema ferrocarril para la servir para la exportación de azúcar y cereales desde los sedes de producción hacia los puertos. Nói tóm lại thì Brazil có một hệ thống, có thể nói hệ thống đường sắt, đường bộ, đường không, có thể nói là ở mức độ trung bình của khu vực và trên thế giới. En resumen, Brasil tiene un sistema ferrocarril, carreteras y sistema aéreas en el nivel promedio del mundo. Một số vấn đề của ngành logistics Brasil đang đối mặt hiện tại gồm algunos temas que está enfrentando el sector logístico en Brasil. Như quý vị đã biết thì để giảm thiểu logistics này liên quan đến rất là nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực khai báo, nên là Brazil cũng đang nỗ lực số hóa các thủ tục hành chính liên quan. Tal como sabía ustedes, para disminuir
los trámites en declaración. Brasil está en proceso de esfuerzo, está en proceso de esfuerzo para la digitalización de los trámites de declaración. Tuy nhiên theo yêu cầu của chính phủ thì tất cả các doanh nghiệp của Brazil đều phải đăng ký chữ ký số đối với cơ quan thuế vụ. Según los requisitos del gobierno, todas las empresas brasileñas tienen que inscribirse la firma electrónica. Tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là tại Brazil thì vẫn có nhiều tiếng nói về phản đối cái việc là cái sự quan liêu trong trong hành chính cũng còn tương đối phổ biến. Todavía existen voces en Brasil protestando la burocracia en la administración. Như tôi chia sẻ trên màn hình thì khi mà hàng hóa đến cảng tại Brazil thì họ cái thời gian lưu kho lưu bãi khá lâu và họ phải trả một loạt cái phí như quý vị có thể nhìn tôi chia sẻ trên màn hình là gồm phí mở công, tức là nó gồm tất cả các loại thuế phí lên đến 14 loại. Como se observa en la pantalla, las mercancías han llegado al puerto en proceso de almacenamiento y liberación es muy larga. La empresa tiene que pagar, se puede observar en la pantalla, hasta 14 tipos de tasas. Điều này là thêm rất là nhiều loại chi phí cho hàng hóa xuất nhập cảng. Eso sí aumenta los costos para las mercancías. Ngoài ra thì theo thông tin tôi biết cũng nhờ chỗ anh Nguyễn Thương ở Hiệp hội Logistics có thể khẳng định lại thông tin này, đó là hiện tại hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang công như đặc biệt là trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh thì việc công nhanh thiếu công thiếu vỏ công là chúng tôi được biết và doanh nghiệp phản ánh, và việc cái chi phí một công khô 20 sang đến Brazil là hiện tại đang nằm ở mức khoảng 5-6.000 đô la một công, quá cao đối với doanh nghiệp. Además, según las informaciones recibidas, yo sé que las mercancías, por la falta de contenedores, las mercancías desde Vietnam a Brasil para un contenedor 20 cuesta hasta 5.000 o 6.000 dólares. Es muy alto para un gasto muy alto para la empresa. No sé si señor Nguyễn Tương de la asociación puede confirmar este punto. Và nhân đây thì tôi cũng xin chia sẻ là đúng như theo đề xuất của ông Nguyễn Tương là Hiệp hội Logistics Việt Nam thì Đại sứ quán cũng như thương vụ luôn luôn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc kết nối, việc tham gia, đặc biệt là bữa xin họ hay thường xuyên, trước đây chưa có dịch bệnh thì thường xuyên tổ chức các hội chợ Logistics. Trong đó một số Việt Nam, một số doanh nghiệp Việt Nam Logistics Việt Nam sang đấy, có thể mình không thuê được gian hàng riêng thì mình có thể thuê chung, họ tổ chức rất là sáng tạo. Thì có thể Hiệp hội Logistics Việt Nam, thương vụ sẽ chấp nối Hiệp hội Logistics Việt Nam và Hiệp hội Logistics của Brazil để mà trao đổi triển khai, có thể trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong thời gian tới. Aprovechando la ocasión también comparto totalmente la iniciativa de señor Nguyễn Tương de la Asociación Logística de Vietnam, que la embajada y la oficina comercial siempre está dispuesta para conectar a la empresa. Por ejemplo, en Brasil tiene una feria logística. Antes de la pandemia se organizó presencialmente. Entonces la oficina comercial de Vietnam en Brasil va a conectar con la Asociación Logística de Vietnam, con la Asociación Logística de Brasil para coordinar la actividad conjunta. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin phép được kết thúc bài nói của tôi tại đây ạ.
Muchas gracias por escuchar y permítame terminar mi presentación acá. Muchas gracias, señor Lê Hồng Quang. Señoras y señores, las palabras del señor Quang han concluido aquí nuestra sesión plenaria. Después vamos a tener los encuentros bilaterales según la agenda enviada. Ya organizamos más de 100 encuentros bilaterales para las empresas vietnamitas y sudamericanas en los días 11, 12 y 14. Chị chỉ cho tôi đi nói vài câu được không? Cảm ơn chị Nguyễn. Trước hết là cảm ơn anh đại sứ ở thương vụ Brazil đã có một cái bài phát biểu rất là đầy đủ. Thì tôi đề nghị Bộ Thương mại là các cái thương vụ khác ở các nước Nam Mỹ cũng có được một cái thông tin như của thương vụ mình ở Brazil. Và tôi rất là mong có những thông tin đấy để chuyển cho hội viên. Cái thứ hai nữa là cái bài phát biểu của thương vụ ở Brazil của anh ấy với lại bài của cái ông Brazil ấy, thì làm sao mà cho chúng tôi có được cái bài phát biểu đó để chúng tôi có thể dịch ra rồi chuyển cho các doanh nghiệp dịch vụ logistics. Thế còn vấn đề thứ hai nữa thì tôi phải nợ anh vì là anh hỏi về vấn đề giá cước. Giá cước thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tôi phải hỏi lại các cái doanh nghiệp tại sao nó lại cao như thế. Thế còn cái vấn đề mà thiếu vỏ container hiện nay là tình trạng chung của thế giới, mà một trong những nguyên nhân làm cho giá cước tăng ấy là thiếu vỏ container. Và nguyên nhân thứ hai ấy là do đại dịch Covid-19 nó làm ảnh hưởng, cho nên các cái chủ tàu chuyên chở họ không điều chỉnh được container, và cũng nhân cái việc mà họ chuyên chở nó khó khăn thì họ cũng nâng giá cước lên. Báo cáo anh như thế, cho nên là cái tôi còn nợ anh cái chuyện giá cước tại sao nó cao, nhưng mà theo tôi thì nó như vậy. Và tôi rất mong là anh cho tôi cái địa chỉ liên hệ, rồi bên cái email ấy, địa chỉ email, rồi bên hiệp hội thì sẽ có cái liên hệ với bên anh và với thương vụ, và mong cũng là những cái với thương vụ khác. Rất cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Thực ra thương vụ đã gửi cái contact cho ban tổ chức rồi, thì ban tổ chức sẽ chuyển lại cho bên anh cái trang cuối của bài presentation của em là có cái contact ạ. Dạ. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn đề nghị của đại diện của VOA, ban tổ chức sẽ gửi các thông tin liên quan tới hội. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc phiên toàn thể tại đây, tôi xin thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị diễn giả đã chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích đến cho diễn đàn của chúng ta. Xin kính chúc quý vị sức khỏe hạnh phúc, và kính chúc quý vị sẽ đón một Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn ban tổ chức, chúc anh Tài cùng tất cả anh chị em, chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe. Antes de finalizar la sesión plenaria, quisiera agradecer a los oradores y a ustedes. Le deseamos toda la salud y felicidad y de que de tenga una feliz Navidad. Và ngay sau đây tôi xin trân trọng kính mời các doanh nghiệp của Việt Nam và Nam Mỹ sẽ di chuyển sang các phòng giao thương, ban tổ chức sẽ có hỗ trợ công dịch Việt Tây Ban Nha.